Là một fan của môn thể thao vua, tôi luôn có niềm đam mê mãnh liệt với những trò chơi có chủ đề bóng đá. Thế nhưng, chúng thường mang lại cho tôi sự trầm cảm nhiều hơn là niềm vui. Messi, từ xa Messi đang đi bóng. Cơ hội dứt điểm, không vào. Phế vật, ngu đéo chịu được. Như vậy là sẽ có một quả phạt đền cho các cầu thủ MU. Ronaldo sẽ là người thực hiện quả đá phạt 11m. Ronaldo, không vào. Cả làng đã xem thằng MU nó bịp đấy. Túp cầu giáo là một thế giới tuyệt vời, nhưng khi chuyển thể thành trò chơi, nó chỉ còn là chỗ cho các đại gia nạp tiền đua tốt. Cho đến khi tôi biết đến Cybone, một tựa game thay đổi hoàn toàn định kiến của tôi về các trò chơi bóng đá. Trước khi trải nghiệm trò chơi, Cybone là một tựa game NFT, viết tắt của Non Fungible Token. Tôi cũng đéo biết nó có nghĩa là gì, nhưng thấy bảo con game này kiếm tiền được, một lý do tuyệt vời để bạn phản biện lại phụ huynh cho việc chơi điện tử thâu đêm suốt sáng của mình. Vậy Cybone có gì đặc biệt? Đầu tiên, Cybone là tựa game kết hợp giữa thẻ bài và bóng đá, vừa thỏa mãn được anh em yêu thích thể thao vua, vừa gây kích thích với những người yêu trò đen đỏ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hóa thân thành Ronaldo trong kiểu tóc của Yugi, dùng bài tần chết mẹ từng thằng rồi sút tung lưới đội địch. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất là con game này giúp bạn kiếm thêm thu nhập cho gia đình trong khi dòng máu game thủ vẫn chảy trong huyết quản. Thôi, luyên thuyên quá nhiều, chúng ta cùng vào ngay với giao diện của Cybone. Đầu tiên, để có thể thi đấu được với những người chơi khác, bạn cần sở hữu Cyberlock trông như những người xây ra phiên bản chibi. Các Cyberlock thực chất là những con người được cơ khí hóa. Mỗi Cyberlock sẽ có 6 chỉ số của một kỹ năng đặc biệt được chia thành nhiều loại, yếu nhất là đồng và khỏe nhất là huyền thoại. Để có thể chơi, bạn cần đầu tư một khoản để sở hữu những Cyberlock. Tôi cũng không biết giá như thế này là đắt hay rẻ, nhưng một con huyền thoại thì đắt gấp 13 lần một con đồng. Tuy nhiên, tiền nào của đấy, những Cyberlock huyền thoại sẽ giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn so với những Cyberlock đồng. Đấy là nhà phát triển bảo thế. Còn có thật hay không thì phải chơi mới biết được. Kìa. Strategy cái gì đấy? Đã rốt tiếng Pháp rồi lại còn cho thật tiếng Anh vào. Thôi cứ balance vậy. Một sự cân bằng hoàn hảo. Chọn cân bằng mà vẫn thua 4-0 là như nào? Mẹ, game khó thế. Sau khi ăn hành ngập mồm trong những trận đấu đầu tiên, thứ duy nhất tôi nhận lại là cảm giác bất lực. Phải chăng đây cũng là một tựa game pay to win như bao game bóng đá khác? Không, sau khi tìm hiểu, tôi biết rằng mỗi trận đấu sẽ có 2 hiệp. Mỗi hiệp gồm có 3 sự kiện, nơi bạn sẽ so một chỉ số nhất định của cầu thủ với cầu thủ đối phương. Bạn rốt tiếng Anh, đừng lo, chỉ cần không mù chữ là được. Ví dụ, sự kiện chính của vòng này là tackling, viết tắt là TAC. Chỉ số TAC của cầu thủ hai đội sẽ được đánh dấu, giúp bạn dễ dàng nhận ra đội nào có chỉ số cao hơn sẽ giành lợi thế và có cơ hội ghi bàn. Thế thì thằng nào nạp nhiều tiền mua cầu thủ khỏe là auto win còn gì nữa. Nè, Bình Pháp có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngoài chỉ số, mỗi cầu thủ có những chiêu thức riêng. Bên cạnh đó là 6 lá bài chiến thuật giúp bạn tạo bất ngờ, thay đổi cục diện trận đấu. Dùng các thẻ sẽ tiêu tốn tactic power, mấy cái set này. Nên hãy tính toán cho hợp lý vì số lượng set là có hạn. Cầu thủ của bạn bị rối loạn cường dương lúc cường lúc xỉu, ăn ngay một cái thẻ energy drink để phục hồi trạng thái. Đối phương định dùng thẻ với bạn á, cho nó quả stun vào mồm. Thấy không? Vận dụng linh hoạt các thẻ chiến thuật sẽ giúp bạn dễ dàng giành chiến thắng dù đội hình có lởm đến đâu. Vẫn chưa tin? Hãy xem ngay một trận đấu mãn của mẹ nó nhãn của tôi. Như vậy cuộc chiến vòng đấu này sẽ là tackling và shooting. Đội khách đang có một Cyberlock với tag 47. Tuy nhiên người chơi điện tử đang có một thẻ defensive system, có thể x2 tackling cho đội mình. Các Cyberlock như đang làm thơ trong trận đấu. Cơ hội dứt điểm. Vào! 1-0 cho người chơi điện tử. Tuy nhiên họ chỉ còn có 2 tactic power mà thôi. Như vậy là bắt buộc phải sử dụng backup power để hồi lại năng lượng cho mình. Đồng nghĩa với việc rất có thể họ sẽ phải nhận bàn thua ở trong vòng đấu này. Và đúng là như vậy. Tỷ số bị quân Bình 1-1. Chúng ta cùng đến với hiệp 2 để xem người chơi điện tử với 4 set họ có thể làm gì. Như vậy là quyết định sử dụng Turbo Boost, có thể x2 dribbling cho một cầu thủ. Đội bạn có vẻ như đã hết năng lượng rồi. Một vài bàn bật rất hay và tỷ số là 2-1 cho người chơi điện tử. Với việc đội bạn cạm Ana thì những vòng đấu cuối sẽ không có bất ngờ nào đâu. Và 3-1, chiến thắng gọi tên cho đội bóng có chiến thuật hay hơn. Các cầu thủ sau một trận đấu bùng nổ nhận về cho mình nhiều kinh nghiệm, thứ giúp họ nâng cấp các chỉ số để khỏe hơn và quan trọng nhất là kiếm về tiền cho các bạn. Hai cháu Cyberlock bạc mang về 0.84 CBT, còn cháu đồng này thì mang về 0.7. Như vậy tôi đã có 2.38 CBT, một đồng coin có thể giao dịch được ở trên thị trường. Tổng kết lại thì Cybone là một tựa game play to earn với lối chơi hấp dẫn nhưng dành cho những người có não. Vì nếu như không tìm hiểu giống như tôi lúc đầu trải nghiệm, bạn sẽ ăn hành sấp vào và dĩ nhiên là không có một đồng một cắc nào. Lưu ý, đây không phải là lời khuyên đầu tư, nên nếu bạn nghĩ mình đang lùa gà thì có thể bỏ qua clip này, cũng như một cơ hội kiếm tiền vô cùng thú vị. Nếu không có tiền, đừng lo lắng, Asian Ace sẵn sàng dành tặng cho bạn những suất học bổng. Là một tài khoản Cybone với 3 cầu thủ, chia sẻ lợi nhuận lên tới 30%, giúp bạn thoải mái cày cuốc. Nhanh tay nhập code NCDT ở link bên dưới để nhận ngay một trong 10 suất học bổng mà Asian Ace mang lại, kiếm tiền từ chính đôi bàn tay của mình. Asian Ace luôn nỗ lực hỗ trợ phát triển và giáo dục cộng đồng game thủ và người dùng thông qua các giải pháp cơ sở hạ tầng và sản phẩm GameFi. Không chỉ Cybone, hàng loạt game NFT khác cũng được Asian Ace mang tới, giúp game thủ Việt Nam dễ dàng tiếp cận, cùng nhau trải nghiệm và make money, kiếm tiền, kiếm thu nhập. Cái gì quan trọng thì phải kiếm đến 3 lần. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.